Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Mở đầu chương trình là phần bản tin với những nội dung: gia tăng trẻ sơ sinh bị viêm phổi, nhiều bệnh nhi bị viêm tai giữa do biến chứng viêm đường hô hấp, cảnh báo nguy cơ ngộ độc khí do dùng than củi sưởi ấm, hội nghị tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết năm 2019. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về rối loạn nhịp tim và những điều cần lưu ý. Mục cẩm nang y học là bài thuốc chữa ít sữa. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, hiệu quả từ dự án NORES sau 5 năm thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thời gian gần đây, khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tiếp nhận nhiều trẻ sơ sinh bị viêm phổi. Nguyên nhân được cho là do thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhiều. Hiện khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đang điều trị nội trú cho 20 trẻ sơ sinh bị viêm phổi, tăng khoảng 20% so với thời điểm trước. Trẻ có các biểu hiện như sốt cao, ho sổ mũi, ăn ngủ kém. Nguyên nhân trẻ dễ mắc viêm phổi là do trẻ được ủ ấm không đúng cách, mặc nhiều lớp quần áo khiến mồ hôi ra nhiều thấm ngược trở lại làm trẻ nhiễm lạnh. Bên cạnh đó, việc sưởi ấm bằng đèn sưởi, than tổ ong quá nhiều làm đường hô hấp bị khô, dễ gây viêm nhiễm. Để phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ cần mặc quần áo chất liệu cốt tông rộng rãi, thoải mái, không nên mở điều hòa, đèn sưởi quá 2 giờ trên một ngày, cần cách ly trẻ với nguồn lây như người bị viêm phổi. Nếu mẹ mắc viêm phổi, khi chăm sóc và cho trẻ bú phải đeo khẩu trang. Mẹ nên tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách cho bú mẹ hoàn toàn. Thống kê tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân là người cao tuổi mắc bệnh về phổi tăng 10% so với thời điểm trước. Người cao tuổi thường mắc bệnh viêm phổi, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính. Kết quả chụp X-quang phổi cho thấy tổn thương phổi đa phần ở cấp độ nặng. Những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như phổi tắc nghẽn mãn tính COPD thường tái phát đợt cấp. Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi cần giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh, nhất là ban đêm, uống đủ nước và bổ sung vitamin từ rau xanh và hoa quả, đặc biệt phải bỏ rượu bia và thuốc lá, thuốc lào. Viêm tai giữa là một bệnh rất phổ biến ở các bé dưới 3 tuổi và thường gặp nhất là vào các tháng mùa đông. Trẻ thường bị viêm tai giữa do rất nhiều nguyên nhân khác nhau như cấu trúc tai chưa hoàn thiện, hệ miễn dịch còn yếu, mắc các bệnh lý mũi họng. Theo thống kê của khoa nhi và khoa liên khoa Bệnh viện Hưng Hà, trung bình một ngày có trên 100 lượt bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh về viêm đường hô hấp như viêm VA, viêm phế quản, viêm phổi. Và có gần 100 bệnh nhi phải điều trị nội trú. Trong số này, có tới 30-40% trẻ bị viêm tai giữa do biến chứng. Nguyên nhân là khi trẻ bị ốm, nhiều bậc cha mẹ thường tự ý mua thuốc để điều trị cho con mà không đưa đi khám để tìm hiểu rõ căn nguyên của bệnh. Đến khi trẻ có những dấu hiệu của viêm tai giữa như sốt cao, chảy mủ ở tai thì mới đưa con đi bệnh viện. Điều này khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, lời khuyên của các bác sĩ là khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường về sức khỏe thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh, cũng như có phác đồ điều trị hợp lý. Với thời tiết lạnh giá về đêm như hiện nay, nhiều người dân ở vùng nông thôn thường không có điều kiện sưởi ấm bằng lò sưởi, điều hòa, nên họ chọn cách sưởi ấm bằng than củi, than tổ ong, dẫn đến tình trạng bị ngạt khí, ngộ độc khí carbon monoxide. Nguyên nhân gây nhiễm độc khí CO thường gặp là dùng loại than để đun nấu, sưởi ấm, chạy máy phát điện ở những nơi không khí kém như phòng kín, khu vực ít lưu thông khí, sử dụng lò nướng bằng khí đốt để sưởi. Các bác sĩ cho biết ngộ độc khí CO nếu phát hiện và điều trị muộn có thể gây ra tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh tâm thần nặng nề khi xuất viện, chiếm 4-40%. Phụ nữ mang thai, thai nhi, người cao tuổi, người có bệnh lý mạch vành, mạch máu não, nguy cơ bị ngộ độc nặng hơn. Do đó, theo khuyến cáo của các bác sĩ, bước vào những ngày giá rét, người dân cần đặc biệt phải thận trọng với các thiết bị sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi. Đặc biệt mùa rét chúng ta hay có sưởi bằng củi hoặc than, chúng ta đặc biệt không nên tiếp xúc. Mà nếu như có muốn sưởi, chúng ta phải chỉ dùng bếp lúc mà ta đang thức chứ không được ngủ để cả đêm. Thứ hai, để mà thở thông thoáng để tránh ngộ độc khí CO. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết năm 2019. Tại hội nghị, gần 200 cán bộ nhân viên của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu thành phố, đội y tế dự phòng, trung tâm y tế thành phố, trạm y tế các phường, xã và cộng tác viên tại tuyến cơ sở được tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về bệnh sốt xuất huyết, những đặc điểm của mỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, các biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết, các biện pháp dự phòng sốt xuất huyết, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết và các hoạt động truyền thông phòng chống sốt xuất huyết.
qua đó đã nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cán bộ y tế xã, phường trong công tác phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Rất nhiều người đã từng mắc hoặc đang gặp phải tình trạng rối loạn nhịp tim với nhiều dạng khác nhau như bệnh nhịp tim nhanh, bệnh nhịp tim chậm. Trong đó có những trường hợp bệnh lý với các vấn đề phát sinh phức tạp như tim đập nhanh, huyết áp thấp, nhịp tim chậm, huyết áp thấp rất cần được phát hiện và điều trị sớm. Trong một thời thuốc và người bệnh số này, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương, Phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan tới căn bệnh này. Xin chào bác sĩ, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Câu hỏi đầu tiên, xin bác sĩ cho biết là bệnh rối loạn nhịp tim thì thường có những cái dấu hiệu biểu hiện như thế nào ạ? Rối loạn nhịp tim thì là một trong những bệnh lý tim mạch thường gặp. Cái triệu chứng của rối loạn nhịp tim nó phụ thuộc vào cái loại loạn nhịp mà nó gây ra cho bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân bị ngoại tâm thu thì bệnh nhân thường có những triệu chứng cảm giác như là hẫng hụt này, tim bỏ nhịp này. Hoặc là khi bệnh nhân mà biết bắt mạch ở tay thì có thể thấy tim bỏ vài nhát xong lại đập rất là đều. Nếu mà bệnh nhân mắc cái rối loạn nhịp nhanh thì triệu chứng chủ yếu của bệnh nhân cảm nhận thấy là những cái cơn chóng mực hồi hộp. Những cái cơn này có thể kéo dài từ một vài phút, có thể kéo dài mấy chục phút hoặc cả ngày hoặc vài ngày. Nếu mà cái cơn này không được cắt cơn kịp thời thì có thể dẫn đến những triệu chứng của cơn suy tim cấp, hồi hộp chóng ngực, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, chân tay lạnh. Rồi cuối cùng là dẫn đến suy tuần hoàn, trụy mạch. Một cái loại triệu chứng nữa mà bệnh nhân khó có thể nhận biết được đó là những cái rối loạn nhịp chậm. Bệnh nhân thường hầu như là không cảm nhận được tim mình khó chịu gì đâu, nhưng chỉ thấy là mệt thiểu, có thể đau đầu chóng mặt do triệu chứng của thiếu máu lên não. Và hay gặp nhất ở rối loạn nhịp chậm đấy là những cái cơn choáng ngã tự nhiên, choáng té ngã và không có nguyên nhân, không biết là tại sao, nhưng mà những cái cơn này có thể tự phục hồi lại được. Vậy có những nguyên nhân nào thì gây ra bệnh rối loạn nhịp tim ạ? Nguyên nhân của rối loạn nhịp tim thì mình cũng phải chia thành hai nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là những cái nhóm bẩm sinh, nhóm tự phát, đấy là cái quả tim của người bệnh đã bị lỗi, là có những cái ổ phát ra, những ổ ngoại vị phát ra những cái ngoại âm thu, hoặc có những cái đường dẫn truyền phụ lối tầng thất và tầng nhĩ, nó gây ra những cái vòng xoắn bệnh lý ở trong cái quả tim đấy và dẫn đến những cái đường dẫn truyền phụ và gây những cái cơn nhịp nhanh bệnh lý cho bệnh nhân. Nguyên nhân thứ hai có thể là những nguyên nhân mắc phải trên nền những bệnh nhân mà có bệnh nội khoa, ví dụ như bệnh Basedo này, bệnh nhiễm trùng này, hoặc bị rối loạn cân bằng nước điện giải, hoặc những bệnh nhân mà đã bị mắc tim bệnh suy tim hoặc tim bẩm sinh. Thì những bệnh nhân bị bệnh như thế thì rất dễ là điều kiện để khởi phát ra những cái rối loạn nhịp tim tiếp theo. Thưa bác sĩ, khi một người bị mắc bệnh rối loạn nhịp tim thì sẽ đối mặt với những cái nguy cơ về sức khỏe như thế nào ạ? Với những rối loạn nhịp tim lành tính, ví dụ như là nhịp nhanh xoang, nhịp chậm xoang hoặc ngoại tâm thu đơn thuần thì nó không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nó chỉ gây những cái khó chịu thoáng qua cho bệnh nhân. Hoặc nếu mà những cái triệu chứng này lặp đi lặp lại nhiều thì tạo cảm giác cho bệnh nhân sự lo lắng, lo âu. Nhưng mà những cái triệu chứng đấy phần lớn là bệnh nhân có thể tự điều tiết được. Loại thứ hai là loại những rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Thì những cái rối loạn nhịp tim nguy hiểm này có thể là nguyên nhân khởi phát dẫn đến tai biến đột quỵ não. Ví dụ như là rung nhĩ mà không được kiểm soát bằng thuốc chống đông. Đấy, hoặc là những cái rối loạn nhịp nhanh mà để kéo dài không cắt được cơn có thể dẫn đến những cơn suy tim cấp, cơn trụy mạch, trụy tuần hoàn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Và đặc biệt là có một cái hội chứng tim bẩm sinh có yếu tố gia đình, đó là hội chứng Brugada, có thể gây những cơn đột tử. Thưa bác sĩ, trong trường hợp nào thì bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim cần phải đến gặp bác sĩ ạ? Tất cả những bệnh nhân đã có nghi ngờ là mình có thể mắc rối loạn nhịp tim thì đều cần đến gặp bác sĩ. Bệnh nhân cần đến gặp bác sĩ trong lúc mà bệnh nhân đang khó chịu, đang nghi ngờ là mình mắc rối loạn nhịp tim. Thì khi đấy đến viện chúng tôi sẽ làm điện tâm đồ thường quy cho bệnh nhân. Sẽ rất dễ dàng để chẩn đoán ra đấy là rối loạn nhịp gì, có nguy hiểm hay không và lựa chọn một phác đồ điều trị hợp lý. Cuối cùng xin bác sĩ cho một vài lời khuyên để các bệnh nhân có thể phòng tránh được bệnh rối loạn nhịp tim ạ. Đơn giản nhất là mình cần có một lối sống lành mạnh,
và chế độ sinh hoạt ăn uống phù hợp hợp lý, tránh căng thẳng, tránh lo âu, tránh stress kéo dài. Đấy là một cái điều kiện để khởi phát những cơn rối loạn nhịp. Thứ hai là với những bệnh nhân đã có tiền sử gia đình, có những người bị bệnh tim hoặc những người bị đột quỵ không rõ nguyên nhân thì nên đến khám, nên đến bệnh viện khám để xem có phải mắc phải những cái hội chứng rối loạn nhịp tim mang tính chất gia đình và có tính nguy hiểm hay không. Với những bệnh nhân mà đang được theo dõi tim mạch rồi thì phải tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất hữu ích vừa rồi ạ. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời sẽ phát triển tốt cả về thể chất và trí tuệ. Thế nhưng không phải bà mẹ nào cũng có đủ sữa cho con bú. Trong trường hợp các mẹ bị ít sữa, có thể tham khảo bài thuốc dân gian do bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Trinh, Bệnh viện Y Dược của truyền Hưng Yên hướng dẫn. Xin chào quý vị, hôm nay tôi xin trình bày bài thuốc để chữa thiếu sữa cho phụ nữ sau sinh. Cơ thể là suy nhược sẵn rồi, thì kết hợp với ăn uống kém thì là không bài tiết sữa được, thì là có triệu chứng là thiếu sữa và ít sữa. Đấy, một phần nó cũng là do trẻ là lười bú, ít bú thì cũng làm cho người mẹ cũng giảm tiết sữa. Tôi xin trình bày bài sinh hóa thang cho phụ nữ sau đẻ, nó vừa là giảm đau, tức là giảm đau, giảm co thắt cơ tử cung ấy. Thì thứ hai là tống cái huyết ứ, thứ ba là tăng bài tiết sữa. Còn các vị thuốc cụ thể trong bài sinh hóa thang thì gồm các vị là vị đương quy. Đương quy là dùng 30g. Tôi dùng 30g trong bài thuốc thì có tác dụng là bổ huyết, điều huyết. Thứ hai là vị xuyên khung. Xuyên khung người ta dùng 12g. Đấy, bài này thì ta dùng cái vị xuyên khung tăng hơn một chút. Nó có tác dụng hoạt huyết, rất là làm cái sản dịch nó sạch nhanh. Thứ ba là vị bào khương. Bào khương là nó là cái vỏ của củ gừng. Đấy, có tác dụng là ôn thông kinh nhá. Và ôn ấm cái vùng tử cung và có tác dụng là thông kinh lạc vùng hạ vị. Đấy, làm tăng bài tiết sản dịch và kích thích tiêu hóa cho sản phụ là ăn ngon. Hai vị ý dĩ tác dụng là lợi sữa, là tăng tiết sữa. Ta dùng 15g trong thang. Và tiếp theo là vị cam thảo. Cam thảo người ta dùng 4g. 4g thì là có tác dụng là điều hòa các vị thuốc. Đấy, thường là ta gia giảm thêm vị, ví dụ như là để cho tăng lợi sữa, để cho vị thông thảo nữa. Thông thảo thì 10g. Vị hương phụ đây, cũng hành khí hoạt huyết. Đấy, cho nhanh sạch chảy dịch. Đấy, ta ra thêm vị hương phụ. Đấy, trong bài sinh hóa thang thì ta dùng như vậy thôi. Thế còn đối với phụ nữ mà thể tức là huyết trong cơ thể là nó hư hàn ấy, hư hàn thì sắc mặt xanh rồi, đại tiện lỏng rồi, cảm giác sợ lạnh. Đấy, thì ta dùng thêm cái quế tâm này, nhục quế này. Có tác dụng, cũng tác dụng giảm đau, giảm co bóp tử cung này, ôn kinh, thông khí huyết. Đấy, tác dụng hỗ trợ cho cái giảm co bóp tử cung và đẩy cái sản dịch. Còn cái về cái sử dụng thuốc, sắc uống là ngày một thang, cũng lấy 600ml thì chia làm 3 lần, mỗi lần uống 200ml cho bệnh nhân uống sáng chiều tối. Và đặc biệt là bệnh nhân là sau sinh thì cũng rất cần bồi phụ nước để cho tăng tiết sữa. Dự án NORED là dự án ODA nhằm hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng. Sau 5 năm tham gia dự án này, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã có nhiều thay đổi trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ, người dân được tiếp cận với nhiều dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao. Bà Hoàng Thị Toàn, 72 tuổi ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đã được đặt stent cách đây 3 ngày. Nếu như trước đây, những bệnh nhân như bà Toàn sẽ phải chuyển viện hoặc làm phẫu thuật mổ phanh lồng ngực, khó có thể hồi phục sức khỏe nhanh chóng, thậm chí có nguy cơ tử vong cao. Tôi đau ngực,
thắt ngực vào tưởng là vỡ ngực ra, nhưng mà nhờ kịp thời là đưa tôi đến bệnh viện sớm kịp thời, thì là nhờ các y bác sĩ chăm sóc nhiệt tình cho tôi. Bây giờ nhờ công nghệ cao và kỹ thuật cao tiên tiến nên là tôi đã thoát chết, tôi đã đặt teng và bây giờ sức khỏe của tôi đã thấy ổn định, hồi phục lại. Tôi đã bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim, nhưng mà được bác sĩ chăm sóc giúp đỡ tận tình, đâm ra mẹ tôi bây giờ đã chuyển bệnh khá hơn trước, và có 3 ngày. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất của tỉnh, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Sở Y tế, thì dự án NORED mà Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên được thụ hưởng đã góp phần để các bệnh nhân được hưởng thụ những kỹ thuật cao. Sau khi đi học dự án NORED thì chúng tôi được hỗ trợ rất nhiều, ví dụ về ăn uống này, kinh phí này, đi lại này, đấy là về điều kiện để chúng tôi có thêm nghị lực để đi. Thứ hai nữa là được hiểu biết rất nhiều về kiến thức về bệnh nhồi máu cơ tim. Thứ nhất là mình có thể phát hiện ra sớm hơn này. Thứ hai là giúp đỡ và hỗ trợ được các bệnh nhân kịp thời. Ví dụ như là bà đây là bị nhồi máu, bà Toàn là bị nhồi máu cơ tim đấy, thì đã được sử dụng ngay kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn. Thì không phải mất thời gian đi lên tận tuyến trên. Thông qua các lớp học đào tạo qua dự án NORED thì chúng tôi được cập nhật nhất là các kiến thức mới cũng như là các kỹ thuật mới mà chưa được triển khai tại bệnh viện. Từ đó là góp phần là nâng cao nhất là trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thứ hai là trong quá trình sau khi học xong, chúng tôi về nhà triển khai các kỹ thuật đã được học và áp dụng vào trong bệnh viện thì nó mang lại rất nhiều lợi ích. Nhất là gì? Trong các kỹ thuật đấy, kể cả đến là kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da thì cũng đã cứu sống được rất nhiều các bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Chúng ta trước thì tất cả các bệnh nhân đấy gần như là phải chuyển viện 100%, thì hiện tại là chúng tôi đã triển khai và tất cả các bệnh nhân đấy không phải chuyển viện nữa. Đấy là góp phần là cứu sống được bệnh nhân nhanh nhất, nâng cao được cái chất lượng điều trị của khoa phòng cũng như là của bệnh viện nói chung. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dự án NORED tỉnh hỗ trợ từ năm 2014 đến nay, bệnh viện đã cử 136 cán bộ, y bác sĩ đi đào tạo chuyên môn kỹ thuật và được 6 bệnh viện tuyến trung ương chuyển giao gần 100 kỹ thuật mới, trong đó có khoảng 70 kỹ thuật thuộc phân tuyến trung ương. Bên cạnh đó, bệnh viện đã được dự án hỗ trợ cải tạo 4 phòng mổ và hệ thống rửa tay nước sạch, cải tạo và đầu tư một số trang thiết bị cho phòng cấp cứu tại khoa nhi, khoa sản, được đầu tư máy tạo nhịp tim tạm thời, điện tim gắng sức, Holter huyết áp, Holter điện tim. Dự án NORED đã đầu tư cho ngành y tế Hưng Yên, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên rất nhiều. Thứ nhất là về trang thiết bị, thì dự án NORED đã đầu tư rất nhiều về trang thiết bị hiện đại cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Trong đó thì phải đáng kể nhất là cái máy xạ trị đa mức năng lượng mà đang lắp đặt ở khoa ung bướu. Khi mà cái máy này lắp đặt xong và đưa vào hoạt động thì tất cả các bệnh nhân mà trước đây phải chuyển tuyến trên để xạ trị thì nay sẽ được xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho người bệnh và giảm chi phí cả về tài chính nữa. Về con người thì dự án NORED cũng đã tổ chức rất nhiều lớp cho các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng và nữ hộ sinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đi được đi đào tạo tại tuyến trên. Và khi các nhân viên y tế của bệnh viện được đào tạo học trở về thì đã triển khai được rất nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật khó áp dụng vào điều trị cho người bệnh. Nhờ đó mà hiện nay Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao, người bệnh đã được tiếp cận với những dịch vụ y tế chất lượng ngay tại tuyến tỉnh. Tỷ lệ chuyển tuyến tại bệnh viện đã giảm đáng kể và ngày càng lấy được sự hài lòng, tin tưởng của người bệnh. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.